Trong cái hành trình của em á, em có biết em đến từ đâu không trong cái vũ trụ này? Em ở thế giới nào? Dạ, gọi là vũ trụ ánh sáng ạ. Tư duy độ tinh quang. Tư duy mô trả lời hoa còn cả chú là còn chưa là mô bổ sung tạo chia thì là như vậy mô chưa Bạn đang giao tiếp với những người đang có mặt ở nơi đây ha, bạn Dung đang giao tiếp. Ok, hỏi về cái đó phát đi nó này lại đây. Trong cái khoảng thời gian gần đây á, có rất là nhiều người rất là tò mò về một cô gái thường gọi là UFO hay gọi là cô gái ngoài hành tinh, vì có một cái khả năng giao tiếp với một cái thực thể tâm linh gọi là người ngoài hành tinh. Thì Quang là một người tìm hiểu khá là nhiều về những cái điều đó, cho nên hôm nay Quang có cái cơ duyên đến đây, đến nhà của bạn Dung để tìm hiểu kỹ về nhân vật này ra sao. Thì đây là ngôi nhà của bạn Dung, thì mong là sẽ có những câu chuyện, những thước phim, những điều gọi là các bạn đang tò mò và muốn gửi đến các bạn, thì cùng Quang vào đây để có những câu chuyện thật là hay nhé. Vũ trụ bao la và chứa đựng rất là nhiều bí mật. Con người chúng ta đã tìm hiểu ra được một vài bí mật, ví dụ như là những hành tinh, những ngôi sao, và gần đây nhất á, nói về thế giới đa chiều hay còn gọi là đa vũ trụ. Trong Phật Pháp á, có một đỉnh núi gọi là núi Tu Di hay còn gọi là Tam Thiên và Đại Thiên Thế Giới. Con người chúng ta rất là bé nhỏ và cái biết của chúng ta cũng bé nhỏ so với tiếng nói của cả vũ trụ này. Chúng ta luôn thắc mắc về vũ trụ hình thành từ đâu, con người chúng ta đến từ đâu, và chúng ta có cô đơn trước vũ trụ này hay không. Và chính Quang cũng vậy. Quang luôn thắc mắc về cái thế giới của chính mình đang sống, mình đến từ đâu, và những gì mình thấy và những gì mình không nhìn thấy nó có những bí ẩn như thế nào. Và Quang đã tìm hiểu về hai lĩnh vực, thứ nhất là tâm linh, Quang đã và đang đi trên cái hành trình này, thứ hai là thế giới về vũ trụ, và hôm nay Quang sẽ làm về đề tài đó. Trong tất cả các góc đạo đều nói tới một cái thế giới mà chúng ta không nhìn thấy, được mô tả như là thiên đàng nè, các cõi trời nè, hay gọi là Tây Phương Cực Lạc trong Phật giáo. Vậy thì trong ngôn ngữ của khoa học có nhắc tới điều đó hay không? Có nhắc tới một thế giới đa chiều, một thế giới mà chỉ thấy bằng cái duy độ tinh quang, một thế giới mà năm giác quan của chúng ta có thể không nhìn thấy được. Vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy được hay không? Có thể nhìn thấy, và có ở những con người đặc biệt đã mở được những cái giác quan mà rung động với những cái tần số khác với loài người. Trong cái khoảng thời gian gần đây á, loài người hay tìm kiếm về người ngoài hành tinh. Có những bức hình chụp được từ các nhà khoa học, có những thước phim được quay lại từ những người dân, và có những đoạn đối thoại trực tiếp với người ngoài hành tinh ở Nga. Và có những công trình vĩ đại trên thế giới, chẳng hạn như Kim Tự Tháp ở Ai Cập, Angkor ở Campuchia, những cái tảng đá khổng lồ ở đảo Phục Sinh, hay là các đường vẽ trên cánh đồng ở Peru, vân vân. Vậy thì họ chứng minh điều gì? Chứng minh chúng ta không cô đơn trong vũ trụ, hay là các điều đó đang tồn tại song song với chúng ta? Gần đây thì Quang được đọc cũng như là tìm hiểu về chàng trai đến từ sao Hỏa hay là cô gái đến từ sao Kim. Thì các người đó được nói đến là một cái thế giới họ đang sống ở ngoài vũ trụ, họ được nhận những thông điệp, họ là những nguồn để
những cái chủng tộc đó giao tiếp với họ và họ truyền tải lại cho con người. Vậy tại sao Việt Nam của chúng ta lại không? Một cái đất nước rất là nhiều nền văn hóa, một đất nước rất là nhiều những bí ẩn và một đất nước của tâm linh, thì vẫn có những con người đầy những bí ẩn và mở được những giác quan đó và có thể câu thông cũng như là liên kết được với các chủng tộc người ngoài hành tinh. Bạn có tin điều đó hay không? Thì Quang là người đã đến nhà của một cô gái gần đây được cho là có khả năng giao tiếp với người ngoài hành tinh, có khả năng câu thông với vũ trụ và có khả năng là một nguồn để kết nối với phía bên ngoài kia và nhận những thông điệp để nói với toàn thể người dân Việt Nam. Quang xin đại diện để gặp cô gái đó, để phỏng vấn, để tìm hiểu, để nói lên những cái hiếu kỳ của tất cả người dân Việt Nam. Tại đất nước Việt Nam vẫn có những con người có thể liên kết. Và hôm nay Quang xin mở ra một điều bí ẩn của nước Việt Nam. Một cô gái có thể cho là nguồn, có thể cho là cánh cổng, có thể cho là nhận thông điệp từ các nguồn, từ vũ trụ khác. Mong là cái thước phim này mang lại nhiều bí ẩn cũng như là mở ra một khía cạnh khác của đất nước Việt Nam, một khía cạnh khác của tâm linh. Và hãy cùng Quang theo dõi cái thước phim đặc biệt của cái chuỗi video Người Ngoài Hành Tinh này nhé. Nhà của bạn là bạn vẽ rất là nhiều cái như thế này để trước cửa đây, để bạn có lẽ là chắn hay là một cái hậu pháp nào đó của cái nhà, bạn vẽ những cái ký tự như thế này đây. Rất là nhiều luôn ha, cả nhà thấy không? Đó. Ở đây thì hiện tại là gần 7 giờ thì mong là Quang sẽ có cái cơ hội để tìm hiểu về những cái hiện tượng tâm linh, những nhân vật tâm linh đầy những bí ẩn và quyền bí như thế này tại ngôi nhà này, và sẽ mang lại nhiều cái thông điệp cũng như là những cái giải thích về cái hiện tượng này tại nơi đây. Đây nữa nè cả nhà. Chỗ nào cũng vẽ rất là nhiều ha. Rồi, bây giờ chúng ta lên phòng của bạn Dung nha. Ok. Hello. Trên đây hả anh? Em đang ngồi đợi Dung xíu nó ra à. Phòng của anh ha. Cái phòng của Dung á. Dạ, chút nói chuyện này đẹp quá hả? Dạ, hôm trước ngồi đây nè. À, hôm trước là ngồi đây hả? Tiếp khách nha. Rồi. Còn Dung hay ngồi đây, cái xe hay đạp đây. Là xe đạp của bạn Dung. Dạ. Còn đây là mình bước vô đây được đúng không em? Được. À, ở đây thì thường là cái nơi ký tự để Dung vẽ xung quanh đây. Còn đây là cái bàn thờ. Đây là nơi làm việc của Dung đấy. Đó. Thì mọi người xem ha. Khi mà Dung câu thông với các không gian đa chiều nhận tin tức là khi là ghi chép hết tin tức. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ lược về cái nơi của Dung nha. Thì hôm nay anh cũng có duyên thì Hoàng cũng là một nhân vật cũng rất là thích về cái hiện tượng tâm linh hay là nghiên cứu về tâm linh cũng như là thần số học hay là nói về những cái việc về phong thủy. Cho nên là cũng là một trong những người bạn kết nối cùng Quang và bạn Dung. Thì em ở đây cũng một tuần cho nên em biết được cái không gian ở đây. Thì hôm nay anh em có duyên thì anh em mình cùng giới thiệu cho cả nhà biết về cái không gian ở đây của của bạn Dung ha. Thì đầu tiên anh tới đây thì anh thấy đây là cái nơi làm việc của Dung hay là như thế nào? Dạ đúng rồi. Thì đây là cái nơi mà Dung khi mà gọi là gì câu thông hoặc là lễ liếc thì lễ các vị Phật ở đây. Còn đầu kia là bàn của Chúa, thờ Chúa. Thì đây, ngày xưa là gốc của nhà Dung là gốc Thiên Chúa gốc. Sau này tự nhiên là hữu duyên, dần dần bén duyên. Những cái ảnh này là Dung tự về, tự thỉnh, tự thờ. Rồi. Và đây có mẹ Quan Âm này ha. Đây là bên biểu tượng của Phật Pháp mình, Phật giáo. Còn bàn thờ ở đây thì gồm có ngài Quan Thánh nè, ngài Phật Thích Ca Mâu Ni nè, Phật A Di Đà nè, rồi các vị mẫu bên kia. Đó. Bên kia còn có hình như là mẫu Đệ Nhị. Đệ Nhị. Rồi anh không biết làm sao tự nhiên anh có cảm ứng nha. Cảm ứng. Tần số đang rung động cho nên Quang có một cái cảm ứng bên trong Quang nó rần rần hơn gần rần hết.
đó em hiểu đúng không? Dạ, dạ. Thì đó là những gì Quang chia sẻ thật, còn những người ở đây thì mới hiểu được cái cảm giác đó. Dạ. Tuy nhiên mình chia sẻ qua ống kính như thế này thì có làm sao mà nói gì, cho dạ. nên mọi người đừng có trách ha. Dạ, dạ. Thì thường ở dưới đây thì nó có rất là nhiều cái chữ như thế này, dạ. đó là ký tự của Dung ghi. Thì đối với Dung chia sẻ thì như thế nào? Dạ, đây là ký tự tượng hình. Tức là tạm thời đây thì nó là những cái dạng giống như kiểu những cái hình ảnh ở không gian đa chiều mà người ta thì ở không gian đa chiều người ta không có ngôn từ. Người ta chỉ truyền cảm tư duy. Nó giống như kiểu những cái người cao nhân ấy, thì người ta chỉ dùng truyền cảm tư duy để người ta gọi là đoán biết được người khác. Và cho nên đây là những cái ngôn từ tượng hình mà Dung gọi là gì, dịch, phiên dịch lại sau khi nhận được những cái tin tức, sau ghi chép lại đây và dần dần diễn tả, diễn giải nó. Rồi, dạ. bây giờ thì hôm nay có duyên về đây, có các chư vị ở đây thì anh cũng anh em mình thắp một nén hương, coi như dạ, là okay. anh thắp em thắp luôn ha. Dạ, dạ. Để mình thì hôm nay thì con là Châu Minh Quang và bạn Hoàng thì có duyên về với cái ngôi thờ tự cũng như ngôi nhà tu gia của bạn Dung, thì mong là các chư vị có mặt tại nơi đây hỗ trợ cũng như là các quý vị có mặt tại nơi đây giúp đỡ cho tụi con có một thước phim tài liệu hay cũng như là gửi gắm những cái thông điệp hay dành cho tất cả khán giả tại nơi đây. Mong là các chư vị có nghe thấy thì hỗ trợ cho tụi con một phần trong cái hành trình này. Cảm ơn cũng như là biết ơn vũ trụ đã sắp xếp cho tụi con có mặt tại nơi đây để gửi gắm những cái thông điệp đầy những giá trị và ý nghĩa như thế này em nha. Dạ. Dạ. Ở đây là Như Mẫu Nương Nương à? Dạ. Rồi bên đó là vị nào em không biết ta? Cái đây ạ. Đây là giống như kiểu người quản của Hồ Ly, tức là người ta quản trị của yêu tinh. À dạ rồi. Đấy là theo Hoàng được Dung chia sẻ lại. Ở đây là có thờ như thế này. Các thánh và Bồ Tát. Ở đây là anh thấy có kiếm nè nha. Có, dạ. có thương, có kiếm, có đao hết nha. Dạ. À đây. Đây là những cái mà Dung đều tự vẽ hết. Đây là Thức Thích Ca Mâu Ni. Dạ. Đức Thế Tôn của chúng ta. Đó đây là thằng Shiva. À đúng rồi. Dạ. Mẹ Quan Âm nè. À. Ở đây có Diêm Vương, ngài Diêm Vương ha. Đây. Mình sẽ nói về tổng thể ngôi nhà này sẽ có cái gì, tất cả đều do bạn Dung là vẽ như thế này. À. Ở đây là Dung viết lên luôn để dạ, trên đây. Dạ đúng rồi. À, đó đều là các cái ký tự. Rồi. Rồi mình qua bên đây ha. Ở đây thì gia đình giống như em nói là trước đây là góc bên công giáo, tức là bên Chúa. Dạ. Nhưng mà Dung thì không có phải theo cái tôn giáo nào, cứ dạ, là hòa đồng tôn giáo, đúng tất rồi. Cả chỉ là một. Cho nên ở đây nếu mọi người không có nên trách móc hay là như thế nào hết. Mình muốn nói là đây là Dung thờ tất cả các chư vị trong tất cả các đạo, chẳng hạn như thằng Shiva bên Hindu, đúng bên đây là Phật giáo, rồi dạ. thậm chí có cả bên tu tiên nữa, rồi bên đây là bên Chúa, dạ. cả nhà ha. Rồi. Đều có những cái ký tự hết. Đều có viết ký tự lên hết ha. Dạ, nó là những cái phương tiện đó, hình tượng để lưu giữ những cái kiến thức. Đây, đây cũng có. Ở đây là ngài A Di Đà. Dạ đúng Phật. A Di Đà. Tây phương cực lạc ha. À, hôm trước anh thấy chụp hình thấy có còn ai nữa? Còn nơi nào nữa không ta? À đây, đây là âm, đây là quản âm. À, theo phương Tây gọi đây là quỷ sa tăng. Quỷ sa tăng. Đây, bạn cũng có để quản âm. Quản âm là bên ngoài, gọi là giống hộ pháp. Ừ. Thì tổng hợp người giác ngộ là người ta quản hết. Dạ. Yeah. Bao quát chứ không có phân biệt. Cho nên mọi người xem đây là cũng là một trong những điều rất là kỳ lạ, bí ẩn của nước Việt Nam. Sau khi mà em xem những cái clip chia sẻ của bạn Dung, cũng là người nhà của anh, cũng là đứa em ruột của anh, thì em nghe rất là nhiều cái thông tin về một cô gái cũng có những cái khả năng tâm linh rất là ấn tượng đối với em. Thì cũng là một cái duyên để sắp xếp em gặp anh. Thì em không biết là cái cơ duyên nào mà cái hành trình của bạn á, em rất là tò mò, tại anh là người trong nhà, thì anh có thể chia sẻ là từ khi nào mà bạn Dung bạn có được cái khả năng đó hay không? Thì như thế này. Ừ. Anh cũng chia sẻ với Quang là như thế này, tại vì
thực ra Dung có khả năng xem cho người khác, yeah, cảm nhận cho người khác là khoảng chừng mười mấy năm trước rồi, từ năm cấp 3 rồi, là Dung hay xem cho bạn bè và xem cho những người ở Bảo Lộc này nè. Dạ. Thì người ta nói rất là đúng. Bắt đầu cái là một thời gian thì Dung cũng mở điện thờ đó. Gia đình có mở điện thờ cho nó. Rồi nó cũng coi cho rất là nhiều người ở những cái vùng khác đến đây nữa. Dạ. Cho nên ở trên mạng có nhiều bạn nói là bắt đầu từ hồi mà lên gặp thầy Cao Anh bắt đầu nổi tiếng, bắt đầu đi xem bói là không có đúng. Dạ. Tại vì thực ra không phải là lợi dụng gia đình, lợi dụng cái chuyện lên mạng bắt đầu nhiều người biết đến để mà đi xem bói. Dạ. Để mà lấy tiền. Tại vì thực tế ra là gia đình cũng không có thiếu thốn điều kiện cho em nó. Cho nên là sẽ không có cái chuyện mà xem bói. Thực ra là nó chỉ nó không phải là xem bói mà là nó dùng cái trực giác của nó và cái để nó cảm nhận về một cái người nào đó. Khi ngồi giống như anh đang ngồi nói chuyện với em vậy nè. Thì thông qua nhân tướng học, qua ngũ quan, rồi nó quan sát cái tướng người cho đến chẳng hạn như là bắt đầu nó bằng dùng cái trực giác của nó để nó cảm nhận về em và nó nói về em. Thì tương đối đúng là trên 80% á. Cái đó là cái khả năng của nó. Chứ không phải là nó xem bói. Như khi anh nói ra thì em mới cảm nhận được là đây là những cái điều mà bạn Dung có những cái khả năng. Bạn chia sẻ lại với người đó giống như những người bạn để tâm tình, để chia sẻ về cái khả năng của bạn để bạn giúp người đó thôi, chứ không phải ở mức độ là xem để kiếm tiền. Không phải như vậy, gia đình mình cũng đâu phải không có thiếu thốn. Không có thiếu thốn điều đó. Nhưng mà ở góc độ của em á thì anh có từng chia sẻ với em về Dung ngày trước á, là có những cái giai đoạn là Dung gọi là tạm là bị hành á, nó ra sao, anh có thể chia sẻ lại giúp em không? Thì bị hành là như thế, hành là như thế này. Thì bé nó thường có những cái biểu hiện giống như là khóc cười lẫn lộn. Rồi lúc vui lúc buồn, tính tình thất thường. Rồi có lúc thì nó bị trầm cảm, nó rơi vào trầm cảm. Rồi tự kỷ. Nó thường nhốt mình trên phòng một thời gian dài. Khoảng bao lâu anh ha? 6 tháng. Không gặp ai. Rồi ăn chay trong vòng 6 tháng, ăn chay không, nhốt mình ở trên phòng ăn chay. Cái năng lượng nó dư, nó bị được truyền tải đến, nó bị dư thừa. Nó phải giải tỏa cái năng lượng đó bằng cách nó đạp xe. Em tin nha, em đi hỏi mấy cái phòng gym ở ngoài Bảo Lộc á, phòng nào cũng vậy, nó đạp một cái xe là chết cái xe đó luôn. Nó đạp tới nỗi mà cái xe cháy máy muốn hư luôn á. Hư cái xe luôn á, muốn hư cái xe luôn. Là mấy chủ phòng là người ta nói con này nó khỏe thật. Mà đây nó tự gán mình vào một cái việc như thế, nó tự làm cái việc như thế là tự nhốt mình ăn chay. Đó, và nó tập thể dục để nó giải tỏa. Thì nó nói với anh là những cái lúc mà như vậy là nó giải tỏa năng lượng là do nó cảm nhận được nhiều thông tin quá. Từ trên truyền tải xuống. Nó cảm nhận được, gọi là bên hoàng bên Thiên Đạo Quán có giải thích cái đó gọi là câu thông được với các không gian đa chiều. Cho nên nó cảm nhận được nhiều thông tin, nó gọi vào. Gọi vào trong cái đầu con bé, là con bé nó bắt đầu nó mới giải tỏa bằng cách nó đạp xe để nó giải tỏa cái năng lượng đó. Khi mà nghe anh chia sẻ về cái câu chuyện của bạn á, thì em cũng thật sự với một cái con người đi tìm những cái hiện tượng tâm linh, những nhân vật tâm linh và những người có những cái khả năng giống như nói là có những nguồn năng lượng nó khác với những người bình thường. Một người bình thường như em thì cũng như đó, với anh với em thì đạp xe chừng tiếng đồng hồ đã thở đó rồi, mà nếu mà là 11, 12 tiếng đồng hồ thì rất là khó. Cái tính bé nó nói thẳng ra nó hơi lập dị và khác người chút xíu. Nó cảm nhận, nó nói chung là nó vui buồn thất thường, và nó giống như là nó nhiều khi đêm nó cảm thấy nó giải tỏa dư năng lượng, nó cảm thấy nó không thích cái những cái vật đó ở trong cái khuôn viên phòng của nó, sinh nơi nó sinh hoạt. Nó sẽ di chuyển đi, nó cảm thấy những cái vật đó là nó gọi là năng lượng không có được tích cực đó, gọi là tiêu cực đối với nó đó, là nó sẽ di chuyển đi. Mà những cái bình đó em cũng đã thử nhấc lên rồi, là em biết một người đàn ông bình thường có sức khỏe như anh đi, là 85 kg mà 1m73 mà nhấc cái bình còn rất là khó khăn. Mà con bé nó khỏe đến nỗi mà nó phải nó phi thường luôn. Nó có thể nhấc một cách nhẹ nhàng, nó xuống em thấy nó nhấc nhiều như bức tranh, rất là nặng. Những cái bức tranh rất là nặng, to cả mét mấy á, mà nó nhấc bình thường. Như hai bình đó em thấy em đụng vô rồi đúng không? Em biết nó khỏe đến cái mức như vậy. Cái bình này nè là bạn Dung á, bạn đem từ trên lầu xuống mà đối với Quang rất là nặng, cực kỳ nặng luôn, nặng lắm. Không thể nào mà Quang mà một người con trai thế này mà khiêng cái bình này không nổi luôn, mà Dung á là khiêng hai cái bình này xuống đây nè. Đây, bình bên đây nữa nè.
đó, cho mọi người xem nè, bình này là cao là bằng nếu mà qua là cao 1m65, cái này có thể là 1m6, có thể là 1m6 đó. Khi mà em hiểu ra thì tất cả là những cái nguồn năng lượng riêng của bạn đã có hơn cả người bình thường, cho nên khi bạn khiêng á thì ngoài bạn còn có rất là nhiều nguồn lượng khác để hỗ trợ bạn để khiêng xuống đây. Đúng, em là như vậy. Đối với những cái gì em biết, có một số nhà ngoại cảm đo thì hoàn toàn đo bằng cảm xạ đó. Thì cái năng lượng của Dung á, nó là dương năng lượng. Nó không phải là âm năng lượng, mà người bình thường đó là 200.000 bovis. Thì người ta đo được cho Dung đó là tới 400.000. Nó gấp đôi người bình thường. Nghĩa là cái năng lượng của người ta nói vậy là hoàn toàn nó là dương năng lượng. 400.000 bovis là năng lượng rất là mạnh, là gấp đôi người bình thường. Cho nên do lý do là nó cảm nhận được những cái thông tin mà người bình thường có thể không cảm nhận được. Hoặc là nó nhìn thấy những cái điều mà người bình thường không nhìn thấy được, bởi vì nó ở một cái tần số năng lượng cao quá. Nên tần số rung động nó cao, nó bắt sóng được với những cái, nó câu thông được với những cái đó. Những cái thuộc tần số mà con người bình thường mình không có cảm nhận được, thì nó, con bé nó cảm nhận được những cái điều đó. Anh là người sống chung nhà với bạn cũng trải qua mười mấy năm, khi mà bạn đi qua cái quá trình tâm linh đó thì đối với riêng anh á, thì anh là người trong nhà, thì anh có cái chia sẻ không? Thứ nhất là anh có sợ điều đó hay không? Thứ hai là anh có như thế nào? Đối với riêng anh là cái cảm nhận của anh là một người anh hai cũng thương đứa em của mình. Vốn dĩ á, là ba mẹ anh rất là yêu thương Kim Dung. Anh thì cũng vậy thôi. Thì một người cha người mẹ, một người làm anh thì lúc nào cũng muốn em mình nó có cuộc sống bình thường. Như bao người con gái khác, để mà lấy vợ, lấy chồng, sinh con, rồi sống một cuộc sống bình thường, để đi làm ăn bình thường như mọi người. Nhưng mà đây thì em mình nó có một cái sự đặc biệt hơn người bình thường. Thì lúc đầu chưa hiểu thì cứ nghĩ là vong nhập hay là cái gì đó, một Phật cái âm đi theo, để nó quấy rối làm cho em mình nó bị như vậy. Thì thực ra là cái điều đó là điều không ai mong muốn. Và ngay cả nếu có là một cái khả năng đặc biệt đi nữa thì cũng không ai mong muốn mình bị như vậy. Cho nên cũng mong rằng cộng đồng mạng và mọi người đừng khắt khe quá với một cô bé như vậy. Tại vì thực ra nói thẳng, anh ở chung nhà thì anh rất biết là tính Dung nó như đứa nít vậy. Thậm chí mà ra đường mà ai chửi nó cũng chỉ khóc thôi. Ai chửi nó buồn, nó chỉ khóc, không bao giờ nó nói lại ai một lời nào. Thì tính Dung nó là như vậy. Còn nếu mà thực sự đây là một cái khả năng đặc biệt trời cho nó thì cũng mong rằng là nó sẽ giúp được nhiều người trong cái cuộc sống này hơn. Anh biết sao không? Hôm nay á, tại vì sao mà em cũng có mặt tại nơi đây? Em nghĩ là đầu tiên là vũ trụ cũng sắp xếp, cũng là một cái duyên lành nào đó em về đây cùng anh, cùng gia đình để có những cái thước phim cùng bạn Dung. Cái thứ hai là em phỏng vấn anh á. Ở đây là em muốn là người trong gia đình, người trong cuộc để chia sẻ những cái câu chuyện mà họ đang gặp phải những cái vấn đề khó khăn, thuận duyên hay là nghịch duyên nào đó, để chi, để cho mọi người hiểu hơn về cái hành trình của bạn Dung, hiểu hơn về gia đình ở đây á. Thì thật sự không ai muốn nổi tiếng, cũng không ai muốn làm có quá gầm gộ, mà tại vì vô tình thì lại có những cái ý kiến có thể là trái chiều, có thể là thuận chiều. Tuy nhiên thì tất cả thì gia đình đều là cái duyên mà, cho nên gia đình đều chấp nhận hết, đều hoan hỷ, đều bỏ qua. Nhưng mà hôm nay mà em được gọi là may mắn của em được phỏng vấn anh, được anh chia sẻ rất là chân tình, chân thật về cái câu chuyện của bạn Dung, cũng như là những gì, tại vì đối với em á, anh là một người anh hai, anh là cái người là không phải là một nhân vật tâm linh, nhưng mà anh cảm nhận bằng một cái con người bình thường, bằng một cái cặp mắt bình thường, để hướng tới một cái việc là em tôi vậy có làm sao thì tôi chia sẻ như vậy, chứ không phải là tôi làm quá hay là tôi muốn hơn gì hết. Thì đó là cái điều anh rất là trân trọng ở anh, cũng như là cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay cũng để cho mọi người biết đến là gia đình tôi ở đây á, là muốn có những cái thước phim giá trị, một thước phim tài liệu về tâm linh, về Bảo Lộc có một cái nhân vật như vậy thôi, chứ không phải là ở đây là tôi muốn làm phim để được cái gì, nó không phải là như vậy. Cho nên em rất là cảm ơn anh đã ủng hộ em, đã tạo cái điều kiện cho em ngồi đây, cũng như trong cái tư gia của mình, trong ngôi nhà của mình, là một điều rất rất là đẹp anh ha. Là mình là anh hai nên mình cảm nhận được như thế, cho nên mong mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn với bé. Em cũng chia sẻ một phần nhỏ của em khi mà đến đây, thì với một cái hành trình của em á, thì có gặp rất là nhiều người đến đây, em cũng không phải là mong cầu để quay hay là để được cái gì hết. Đơn giản là muốn lưu giữ những cái kỷ niệm giữa em và gia đình, với em và Dung. Thì sẽ có những cái lúc mà mình
làm hoàn hảo hết mọi thứ nhưng sẽ có những cái sai sót, thì cũng mong là mọi người bỏ qua. Cái thứ hai là những cái gì mà bạn Dung nói là những cái thông điệp, những cái sự gửi gắm của những gì bạn Dung thấy bạn nói thôi, chứ không phải ở đây để truyền bá, ở đây để làm những cái điều gì đấy có lợi lạc gì hết ở trong khía cạnh cá nhân. Cho nên mọi người hãy xem với cái lòng bao dung, hoan hỷ và hãy yêu thương, để chúng ta xem với những cái thước phim nó đầy đặn hơn, xem những cái thước phim nó ý nghĩa và giống như xem một cái câu chuyện để chúng ta học hỏi, vậy thôi là được rồi. Bớt phán xét lại, thì đó là một cái cách để chúng ta tăng trưởng cái tình yêu thương, để cho chúng ta là những con người cùng chung một nguồn để thấy những cái điều đẹp đẽ đó anh ha. Ok ok rồi, em cảm ơn anh rồi. Cả nhà biết không, khi mà ở đây á, đầu tiên khi em nói chuyện hồi nãy, khi mà em anh bước lên đây thì nó không có cảm giác đó. Tới thời điểm này anh thấy ở trong đây năng lượng rất là mạnh, rất là nóng nha. Thời tiết của Bảo Lộc mọi người biết là lạnh chứ không phải là không lạnh. Thời điểm này cũng thời điểm gần Noel, lạnh. Nhưng mà tại sao Quang có cảm giác rất là nóng trong người? Có lẽ là trong đây nguồn năng lượng cũng khá là mạnh đó cả nhà. Tại vì những cái con người thuộc về tâm linh như anh em chúng ta, nó rất là nhạy cảm với năng lượng, cảm xạ được. Khi mà đến đây có cái gì là bắt đầu nó đến với cơ thể mình, là chỉ có người đó biết được thôi. Thì mình chỉ dùng tạm gọi là cái ngôn ngữ anh em mình chuyển tải thôi. Chứ thật sự mình không biết dùng cái ngôn ngữ gì cho nó phù hợp. Và những gì Hoàng nói thì mọi người cũng hiểu là đây là một trong những cái đề tài nghiêng về khoa học tâm linh, nghiêng về vũ trụ, nghiêng về những cái ký tự mà đôi khi là những người trong cuộc như Hoàng thì có nghiên cứu thì Hoàng biết được. Quang là người truyền tải những cái thông điệp này. Chẳng hạn như ở dưới đây thì anh không biết là như thế nào. Dung có giải thích cho em không? Có, là sơ khởi là những cái hình tượng này thì nếu như mà chúng ta nhìn nhận qua ấy, thì nó là cái ngôn từ tượng hình. Giống như kiểu những cái vũ trụ. Lấy được không, đúng không? Lấy được không? Được. Rồi. Những cái ngôn từ của vũ trụ thì mình không thể khái quát hết được. Đây là giống như kiểu những cái nguồn năng lượng sun mặt trời. Tức là mặt trời là nói dạng năng lượng sân đại khung. Tức là ví dụ như mà một ánh sáng ở không gian mình ấy, nó tạo ra những cái bóng điện thì nó chỉ giới hạn trong không gian vật lý nhất định. Nhưng mà mặt trời thì nó chiếu sáng ra là nó thông qua mà nó phát sáng ra toàn thể các cái ở trong thái dương hệ thì nó là dạng nắng, là ánh sáng chuẩn. Còn mình xuống đây là mình đã tái tạo rồi thì nó gọi là gì, ánh sáng gọi là đã được chi phối, đã được sàng lọc, thì nó chỉ giới hạn trong cái vật lý. Môn là mặt trăng. Đấy, đây là mặt trăng, mặt trời, nó là nhị nguyên. Nhị nguyên. Nó là nó cân bằng cái trái đất của chúng ta, nó làm cho bớt cái ảnh hưởng bởi thủy triều. Nếu mà không có moon thì trái không đất có sự cân bằng được với thủy triều và nguồn nước biển. Moon là âm mà mặt trời là dương. Đấy. Ở đây rất là nhiều ký tự. Đấy. Và các bạn biết không, những cái ký tự này nếu mà đây chúng ta có thể sao vũ trụ này. Vòng xoáy, các cái lỗ đen và lỗ trắng. Đen. Ok. Đó. Những cái hút thì các bạn biết không, những cái ký tự này nếu mà chúng ta có một cái nghiên cứu nhỏ thôi thì những ký tự này nó hiên về Hy Lạp hay Ai Cập hay trước đó thì nó giống tương tự giống như này, gọi là tượng hình thôi, chứ nếu mà những người trong góc thì mới có thể biết được, còn mình là những người nghiên cứu gọi là sơ qua thôi, nếu mà chi tiết là biết nó đọc như thế nào thì không phải, thì đó là những cái vô hình nó truyền tải với nhau thì mình chỉ hiểu qua những cái ký tự nó viết như thế nào thôi, còn tin hay không là ở các bạn. Đây là những thước phim chỉ là truyền tải những cái giá trị nó thuộc về tâm linh, chứ không phải là bắt buộc hay là cổ xí cho cái việc tin hay là không tin, mà đây là chỉ là truyền tải thông tin thôi, đúng không em trai? Thì bây giờ thì nói tiếp đi em trai. Đây là những cái gọi là giống như kiểu kim tự tháp, nó có năm kim tự tháp, nó ứng với năm hành thăng cổ học phương đông này. Nó theo nhân sinh quan của Hoàng giác ngộ thì nó chỉ đến đấy thôi. Còn nếu mà muốn tìm tiểu khung thì sau này Hoàng phải gọi là tương tác với Dung nhiều hơn để xem những cái gọi là học thuyết ở trong đấy nó truyền tải tiểu tiết nó như nào. Đây là đại khung, là những cái hình tượng, những cái không gian đa chiều thì nó chi phối ở những cái gọi là gì, hành tinh hay là vì sao như thế. Đây là Quang cầm lên cho mọi người xem nha. Quang cầm lên cho thấy quay tổng thể luôn. Hiện tại thì Quang Châu đang có mặt tại nhà của bạn Kim Dung, một trong những nhân vật tâm linh và có những cái chia sẻ rất là khác biệt, kỳ lạ của một con người Việt Nam mang những nguồn năng lượng cũng rất là kỳ lạ và bí ẩn. Thì Quang mong cái đề tài này sẽ mang lại nhiều cái thông tin, thứ nhất là bổ ích, ý nghĩa và cũng là rất là hiếu kỳ cho rất là nhiều người đang thích những cái câu chuyện thuộc về thế giới vô hình. Thì đây là Quang đang cầm một cái bản đồ, một cái ký tự nói tổng thể sơ lược về vũ trụ nhân sinh quan theo cái cách mà bạn Dung đã truyền tải qua những cái ký tự này. Nè mọi người xem ha. Không khí Bảo Lộc rất là thuận tiện để chúng ta quay những đề tài này. Nó nhẹ nhàng, nó bình yên và những buổi tối như thế này nó tạo cho anh em mình cái cảm giác rất là năng lượng em, anh cảm giác năng lượng.
trên từng cái cây này cũng có ghi những cái ký tự này luôn nha cả nhà. Đây. Đó. Chuông cũng có ghi hết. Bạn nhận bất cứ thứ gì bạn sẽ ghi lại và ghi rất rất là nhiều, chẳng hạn như bạn Dung tặng Quang một cái này. Đây. Thì Quang nói là có phải là anh đang cô đơn trong vũ trụ hay không? Đó là đi một con đường riêng biệt của riêng Quang, thì đây đây, cô đơn trong vũ trụ, đây là cái thực thể mà bạn Dung thấy được. Đó. Còn đây là những cái gì mà Dung thấy, những cái hút mà cái Dung tặng cho Quang. Thì đó là một cái kỷ niệm giữa Quang và bạn ha. Rồi. Tí xíu hỏi bạn nha. Dạ. Rồi, bây giờ thì xem Dung em ấy. Trai mình hai anh em mình sẽ chờ đợi Dung ra để nói okay. chuyện về những cái câu chuyện ở đây. Dạ dạ. Yeah. Rồi, Quang xin chia sẻ là trong cái thời gian sắp tới á thì Quang ra rất là nhiều cái chủ đề về chữa lành những cái tổn thương, hay là tâm sự dạng podcast như thế này, hay là nói về cái cuộc đời và cái cuộc sống của Quang nè. Và có những cái khám phá bí ẩn được đầu tư rất là công phu, tỉ mỉ và đầy những cái giá trị về nhân văn. Các bạn có thể ủng hộ Quang bằng cách donate cho Quang để Quang có thêm chi phí mà phát triển và đi xa hơn trên cái hành trình đầy những gian truân và thử thách. Có rất là nhiều cách để các bạn donate cho Quang. Thì cách thứ nhất, khi mà chúng ta xem video, phía dưới mỗi video đều có từ cảm ơn. Khi mà chúng ta click vào cái từ cảm ơn đó thì chúng ta có rất là nhiều cái mức giá. Thì các bạn có thể lựa chọn mức giá mà bạn yêu thích gửi đến Quang. Và iPhone hay là các điện thoại khác đều có chức năng này, và chúng ta chỉ cần nhắn mua và gửi là xong. Cách thứ hai á, thì chúng ta có thể là tham gia hội viên của kênh, thì Quang cũng đã có bài hướng dẫn rồi. Và cách thứ ba, sau cái video này chúng ta có một cái thông tin về tài khoản ngân hàng của Quang nè, hay là ZaloPay, MomoPay và PayPal, thì các cách trên đều có thể gửi một phần chi phí để Quang có cơ hội mà đi xa. Và Quang xin biết ơn và cảm ơn các thiện đại chi thức và các đại Bồ Tát trên mọi miền và cũng như là quốc tế. Trong cái khoảng thời gian gần đây á, anh có xem một số cái câu chuyện mà em chia sẻ á, thì anh rất là tò mò và hiếu kỳ. Thì anh là người đại diện cho những người bạn của anh đến đây để cùng có những cái thước phim, cùng tâm sự với em về những cái điều mà muốn biết về em. Thì cho anh hỏi một câu nhỏ thôi, tức là cái hành trình từ trước đến giờ đi tới ngày hôm nay á, là như thế nào? Em có thể chia sẻ giúp anh được không? Hành trình về đến tư tưởng. Tâm linh về tư tưởng. Dạ, yeah. Hành trình đến tâm linh về tư tưởng. Dạ. Yeah. Thì trí tuệ là không phát sáng thì sẽ không thấy đường. Nên vậy là phát sáng từ khi mình biết cha, biết mẹ, biết anh em. Vậy em biết anh em và biết cha mẹ từ khi nào? Tất nhiên là từ sinh ra đúng không? Nhưng mà cảm xúc đến từ cách đây 13 năm. 13 năm. Dạ. Yeah. Tại vì trong khoảng thời gian đó là em mới chuẩn bị lớn. Tại từ nhỏ thì không biết tại sao lại là không có cảm xúc. Thì mà chỉ nhìn ai thì cũng thấy là người thân hết. Mà người thân hết, nhìn ai cũng cảm giác là người thân hết. Mà sao anh và bố mẹ thì giống như những người bạn vậy. Là chưa hiểu. Giống như một đứa trẻ cho đến năm 18 tuổi, 19 tuổi. Không hiểu. Và anh trai thì cũng... thực sự anh cũng không hiểu con bé này như thế nào. Nên mà vậy là anh chỉ lo học thôi. Anh trai chỉ lo học thôi. Thì còn bố mẹ thì lo đi làm. Và mà mỗi lần này cũng nghịch phá và các kiểu thì cũng bị trách mắng. Nhưng mà cũng không bao giờ có cảm xúc. Không bao giờ giận hay là gì hết. Chỉ là biết giận mới đây thôi. Cũng biết hờn, biết giận mới đây thôi. Thì giờ tiếp theo hành trình tư tưởng, trí tuệ thì thường thường là nó đến từ năm... chính xác là lúc mà Dung biết đầu người ta hay gọi là coi bói. Thì Dung thấy người ta gọi Dung là cô hai, gọi là nữ ai nương nương đó. Thì thần gì gọi là thần tạo thiên lập địa qua ngũ sắc mà. Nên mà vậy là Dung luôn đi tìm những cái gì năm màu. Dung thích rất là màu sắc, màu xanh, màu đỏ, màu trắng. Dạ, màu Dung nói màu xanh dương đó. Màu xanh của địa cầu. Thì năm màu này thì đại tượng trưng lại cho ngũ giới. Nên mà vậy là Dung bắt đầu quen với sao sáu cánh, lục giới trước, rồi tới sao năm cánh. Sau đó phát hiện mình không biết có phải là từ Lucifer không đây.
Tại vì mình có vẻ hình như khá trừu tượng với những hình ảnh hình như là khá phổ biến với quỷ, ma, và thích thú với những cái hình ảnh khá lạ, kỳ dị. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà sau những bức ảnh hình kỳ dị đó, tại sao lại wow, thì ra là những vị thần. Tại sao vị thần lại cai trị những cái hình ảnh đó? Tại vì họ đang giấu mặt, và họ giấu mặt bằng những hình ảnh hơi dị dợ để thử thách con người. Dạ. Rằng bạn có đủ tư tưởng để vượt qua hình ảnh đó, để nhìn thấy thực sự chúng tôi là ai không? Thì lúc đó mình mới thấy wow, thì ra là người ngoài hành tinh. Thì trong mình tự nhiên bật sáng lên. Cái hình ảnh đầu tiên đó là có một người ngoài hành tinh lại nói chuyện với mình. Đầu tiên đó là gọi là người trời cao. Thì lúc đó Dung có viết một tờ giấy, đó là ta nhân danh địa nghĩa, trời cao xưng tên, pháp danh tên gì, địa chỉ ở đâu, và tôi sẽ ban cho bạn. Đó là bắt đầu Dung ghi. Thì họ bắt đầu, có người thì bỏ rượu được, và có người thì không còn cờ bạc nữa. Và nó ủa, sao mình lại tự viết những cái điều này? Tại vì cái này cũng đâu phải ở nữ hoa đâu, tại vì đâu có ghi là tôi tên nữ hoa để là như thế này đâu. Vậy không biết mình đến từ đâu. Thì người ta mới nghĩ là chắc cô này không phải căng rồi. Thì lúc đó thì mới bỏ đền, và lúc đó là không thì nữa. Tức là trước đây làm cũng có một ngôi đền để về đó, để người ta xưng là cô hai là nữ hoa. Nhưng mà sau khi mà tìm kiếm về cái bản thể của chính mình thì nó không phải là vậy, cho nên sau này mình không còn hoạt động ở đó nữa. Nhưng mà cái cơ duyên, tức là khi mà em nhìn thấy được tất cả những cái điều đó là năm em 18 tuổi cho tới ngày hôm nay, thì cái hành trình đó, đối với em á, nó có vất vả hay là có như thế nào không? Anh muốn hỏi về cái hành trình đó, anh nghĩ cũng có. Dạ đó. Có, dạ. Tại vì có thời gian đó là em tự lấy máu tự thân. Có nghĩa là có khoảng thời gian là nó cho rằng, nên lúc đó em mới nói là quỷ đó. Dạ. Tại vì lúc đó là em lấy máu tự thân là từ xác thịt, là lấy ra còn 3% thôi. Tại vì đến khi mà họ nói là ủa cô gái này lấy máu kiểu gì, mà sao trong người thì không thấy rạch gì hết, chỉ lấy máu một chỗ thôi, chỉ lấy ra một chỗ thôi. Thì cứ tích tích từ giường từ từ. Cái thời gian đó là World Cup, cái gì là đội bóng đó. Nên mà vậy là bố mẹ không để ý, không để ý là con mình làm gì trong phòng hết. Nên trong nhà nó ủa, chỉ thấy nó đạp xe thôi chứ không có để ý là sao mà tự nhiên mất máu. Thì ra là cô ấy cắt máu trong phòng. Thế là tư tưởng thì vẫn rất là giống như là rất là không có ai lay chuyển được. Nhưng mà thực sự là cứ nghĩ là cứ có bệnh tâm thần không, nhưng mà mình sẽ bảo vệ được cái tư tưởng đó, tại vì cái đó không phải bệnh, mà là có thì Dung biết đó là tâm linh. Nên mà vậy mình phải bảo vệ, mình cuộn tròn cái sự thật đó vào. Thì đến khi mẹ biết thì mẹ khóc và mẹ bực buồn lắm. Nên mà vậy là Dung biết Dung không sử dụng điều đó nữa. Và mới đây thì cố gắng vào một cái tư tưởng đó là mình thử suy luận xem những cái điều đạp xe đó, lấy mồ hôi đó. Tại vì Dung không lấy máu nữa thì Dung phải lấy mồ hôi. Mồ hôi thì có khi đạp cả 6 tiếng để lấy ra gần đủ mỗi ngày khoảng 3-4 cái áo, mà phải ướt nhem, ướt sạch sẽ, phải lấy hết nước ra, lấy máu, nước. Rồi cái đợt vừa rồi là đấm, có nghĩa là phải đụng thủ, có nghĩa là để cho những cái thứ mà những cái màu sắc nó rất kỳ lạ, nó không phải là ma quỷ, nó những là màu sắc rất là kỳ lạ, thì nó cứ kích động vào mình, thì mình đấm thì nó sẽ giật tưng nó ra. Thì anh trai nhìn thấy thì xót quá, thì thôi không lại gần nó nữa, tại vì mỗi lần lại gần thì nó nổi điên. Thì không phải là anh trai lại gần mà nó nổi điên, mà tại vì mỗi lần lại gần thì Dung nhìn thấy trên quan phù của anh trai có tướng, là bắt đầu là nó nổi điên lên. Thì có nghĩa là cái thứ nó đang còng lấy Dung thì nó nổi điên, nó đánh. Thì lúc đó thì nó đánh nhưng mà nó lại tự đánh nó. Nên mà vậy là nó bị văng ra. Nên nó ngu, nó chịu. Đúng không? Nên mà vậy là nhưng cái mà xong là hết rồi. Khi mà em Dung chia sẻ ra đó, cái hành trình đó anh nghĩ là cho anh ngưng chút xíu, tại anh có cái cảm xúc trong đó. Tại vì khi em nói là cái sự cuộn tròn, những cái cô đơn đó, tại vì không ai hiểu mình, mà gia đình thì mình cũng không muốn cho bố mẹ hay là anh trai lo lắng, cho nên em phải cuộn tròn những cái cô đơn đó, và em phải chịu đựng một mình đó. Thì cái khoảng thời gian đó em thấy mình như thế nào? Nó có khó khăn hay là nó có tổn hại bản thân mình lắm không? Dạ không, tại vì đó là một thực tế. Tại vì thực tế thì đi theo khoa học, và anh trai mình có nói một câu là
Tại vì Dung không phải là nghe anh trai nha. Cái gì đúng thôi. Có nghĩa là tại vì lý tưởng của Dung không bao giờ sai lệch. Thí dụ ông Lộc cũng có nói là không, anh không có thích phù thủy chứ anh không có thích cái mùi đó đâu nha. Nhưng mà kệ em chứ, công việc của em làm mà. Nên mình né ra thôi chứ mình không ghét ai hết. Lúc đó là mình hiểu bạn trai mình đang là cảm thấy sợ điều gì thì mình nên né anh trai ra. Chứ mình không nên làm hại người khác. Tại vì người ta đã sợ tức là người ta có lý do. Đó. Nên vậy là mình cứ tiếp tục mình tìm hiểu. Mới đầu là thuật phù thủy. Thuật phù thủy này là thuật của sáu cánh mà không hiểu tại sao Dung rất rành. Hôm trước Dung có một con dao của phù thủy nó dài như vậy. Ở đâu em có dao đó? Em mua. Dao thủy này là của bậc thầy anh ha, cái đó là dao của Tesla. Cái từ đó giống Tesla là cái gì đó của cái gì la la luôn á, mật tông. Cái đó là của bồ chú. Ở dưới luôn anh. Dạ. Pháp khí mật tông. Pháp khí mật tông. Thì hôm trước có một dạ, có một vị thầy chỉ cho em cái pháp khí này á, là khi mà em không có đủ nội lực, chưa đủ nội lực thì pháp khí này nó sẽ giúp em chấn giữ một số thứ không làm hại mình. Nhưng mà hình như em hút rất nhiều thứ từ đó và em nhớ rất nhiều ký ức. Nó rất đáng sợ. Mà nó rất tuyệt. Em cực kỳ thích thú với cảm giác đó. Tại vì những người đó là những bộ tưởng tượng trong ý thức của con người. Nó nằm trong ý thức. Nhưng mà em biết nó rất rõ ràng. Nhưng mà điều khiển được họ là một tư duy lớn. Tại vì họ là một bộ tông 18 người. Và đến trái đất lần đầu tiên họ đặt chân đến là một ngôn ngữ riêng và họ trùm khăn và họ có màu sắc da là màu xanh lá cây. Nên mà vậy là tức là cái bộ tộc đó xuống trái đất gồm 18 người là đầu tiên trên cái quả địa cầu luôn. Đúng rồi. Như vậy thì cho anh chen vô là trên sẵn đây anh muốn chia sẻ là đã tới cái đề tài vũ trụ thì anh muốn nói luôn là trên cái vũ trụ này có rất là nhiều cái chủng loài ngoài con người, đúng không? Dạ đúng ạ. Và hiện giờ cái vũ trụ mình đang sống là vũ trụ nó như thế nào so với những cái vũ trụ song song hay là đa vũ trụ? Cái vũ trụ của mình chỉ là một hệ. Một hệ điều hành theo con người. Nhưng mà đã hệ điều hành theo con người thì không có người ngoài hành tinh nào qua lại đâu. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đang điều hành lại chính mình. Nên mà vậy là khi nào chúng ta điều hành được, tư duy được tất cả các bộ tộc xung quanh thì họ lại gần. Có nghĩa là bây giờ là không phải là mày có đủ tư cách gì bằng bộ não, cái đó là do tư duy và suy nghĩ thôi, ác cảm thôi. Chứ thực ra là họ ở xa và mình cứ níu kéo, bộ não của người ta to lắm hay sao? Không, không to, cũng vậy thôi. Chỉ là mình thu nhỏ lại. Tại vì sao? Mình có nghĩa là mình sống và chết đi và cứ lặp lại theo chu kỳ. Dạ. Nên mà vậy là mình thu nhỏ bằng cách quấn tần số nguồn điện nhỏ lại và trở nên bộ não không bị thung nhưng mà lại bị thu nhỏ. Đây là người ta thu luôn cả cách cơ thịt và trên cơ thể của mình luôn. Chứ mình là một giỏi khổng lồ thật sự. Là mình là một giỏi khổng lồ thật sự. Nên bởi vậy là khi mà mình tới trái đất, vậy trái đất lớn không? Lớn cực lớn. Vậy có bằng hệ mặt trời không? Chắc chắn. Nên mà vậy là tại sao nó lại còn tí? Việc đó đang khai báo. Tại vì tất cả những gì mà đã ra liệt kê và người ta cần giấy tờ xác thực thì tất nhiên Dung không phải là người liệt kê. Và nơi này không phải là nơi Dung đến thì tất nhiên Dung không dám điều tiết tất cả những chi tiết cụ thể như thế nào. Và Dung chỉ nói những gì Dung biết qua tâm sự của những linh hồn sống. Có nghĩa là những thực thể vừa từ khai báo và những thứ họ biết là khi họ đặt chân đến đang tồn tại như thế nào thôi. Còn khi mà mình chưa logic và chưa khoa học thì mình không thể nào nói rõ được, không thể chứng minh bằng ngôn ngữ của trần gian được. Đúng rồi. Như vậy thì cho anh hỏi tò mò tí xíu, trong cái hành trình của em á, em có biết em đến từ đâu không, trong cái vũ trụ này? Tinh cầu nào thì em ở thế giới nào? Dạ, gọi là vũ trụ ánh sáng. Tư duy độ tinh quang. Tư duy mô chào lỡ hoa. Cần cao chú là cần xưa là mô bổ chú cao chè. Thì là như vậy. Mô chào. Bạn đang giao tiếp với những người đang có mặt ở nơi đây ha. Bạn Dung đang giao tiếp. Okay. Bring a heart because of what it is.
nó nè, lại đây. Xem tới cái chỗ này á, thì các bạn có cảm giác hấp dẫn không? Liên quan á, thì rất là tò mò cũng như là hiếu kỳ để xem thử là bạn đến từ đâu, cũng như là có bao nhiêu chủng tộc ngoài hành tinh và những cái thông điệp của họ gửi đến người trái đất là như thế nào. Chúng ta chờ đợi thêm một vài ngày nữa nhé.